Cô thân ái chào mừng các em đến với khóa học ngữ văn 10 của trang web olm.vn Các em thân mến, ở tiết học trước chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về những lưu ý phân tích ngữ liệu tham khảo của một bài văn nghị luận phân tích đánh giá một truyện kể. Các bạn đã biết rất rõ về bố cục cách triển khai trình bày luận điểm lý lẽ dẫn chứng các nội dung cần có của kiểu văn bản này vậy làm thế nào để các em có thể viết được một bài văn như thế trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phần còn lại của bài học đó là hướng dẫn quy trình viết để phần hướng dẫn quy trình viết được cụ thể hơn, chúng mình sẽ có hai nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là sao đề bài, thứ hai là hướng dẫn quy trình viết. Trước hết, chúng mình cùng nhau quan sát vào đề bài hôm nay nhé. Hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của một truyện kể. Truyện kể này có thể là thần thoại, truyền thuyết, truyền ngụ ngôn, ngôn truyện cười, hay là truyện cổ tích mà bạn yêu thích. Vậy với đề bài trên, chúng mình sẽ thực hiện những bước nào để viết được một bài văn hoàn chỉnh? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Để viết được một bài văn nghị luận phân tích đánh giá một truyện kể, chúng mình cũng cần thực hiện quy trình 4 bước. Bước thứ nhất là chuẩn bị viết, bước thứ hai tìm ý lập dàn ý, bước thứ ba viết bài, bước thứ tư xem lại và chỉnh sửa. Cụ thể ở từng bước chúng mình cần có những thao tác gì, chúng ta cùng xem nhé. Bước thứ nhất, chuẩn bị viết. Việc đầu tiên trong bước chuẩn bị viết đó là xác định tác phẩm truyện, mục đích viết và người đọc. Đây được xem là khởi đầu cho mọi khởi đầu, có vai trò định hướng rất quan trọng cho người viết, vì thế các em cần phải lưu ý. Thứ nhất, Lựa chọn một truyện kể Lựa chọn một truyện kể cụ thể trong số các thể loại như là thần thoại, truyền thuyết, truyện ngụ ngôn, truyện cười, truyện cổ tích mà em yêu thích để làm bài. Nên chọn truyện có chủ đề xác định, hình thức nghệ thuật thú vị, thể hiện sâu sắc nội dung, ý nghĩa. Chẳng hạn, về thần thoại, chúng mình có thể lựa chọn thần trụ trời, cuộc tu bổ lại các sống vật, vân vân truyền thuyết chúng ta có thể lựa chọn thanh sống sự thích hồ gươm truyện ngụ ngôn có các tác phẩm như là thầy bói xem voi ít ngồi để giếng truyện cười chúng ta có các tác phẩm như là đến chết vẫn hà tiện đất nứt con bò hung về truyện cổ tích chúng ta có tác phẩm như là sò dừa em bé thông minh vân vân thứ hai các bạn sẽ phải trả lời các câu hỏi có tính định hướng cho bài viết Ví dụ như là mục đích viết của bạn là gì? Để thể hiện nhận thức, đánh giá của bạn về truyện kể, luyện tập phát triển kỹ năng chia sẻ ý kiến với người khác hay còn có mục đích nào khác không? Thứ hai, người đọc bài viết của bạn có thể là những ai? Thầy cô giáo bộ môn, bạn bè cùng lớp hay là phụ huynh, vân vân. Thao tác thứ hai, trong Bước thứ nhất, chuẩn bị viết, đó là thu thập tư liệu. Các bạn sẽ tìm những nguồn tư liệu liên quan đến truyền kể từ các báo, tạp chí, sách chuyên luận trên các trang mạng đáng tin cậy, thư viện chẳng hạn. Khi đọc, tham khảo các tư liệu, cần ghi chép một số nhận xét, đánh giá về tác phẩm cần cho việc trích dẫn hoặc suy nghĩ tiếp để trao đổi thêm trong bài viết. Bước thứ hai là tìm ý và lập dàn ý. Thao tác đầu tiên đó là tìm ý. Để tìm ý cho việc phân tích đánh giá chủ đề của một truyện kể, cần trả lời các câu hỏi như là Chủ đề của truyện này là gì? Chủ đề đó có gì sâu sắc, mới mẻ? Những tác phẩm nào gần gũi với chủ đề? Và giữa chúng có gì tương đồng, có gì khác biệt để tìm ý cho việc phân tích đánh giá nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm bạn cần trả lời các câu hỏi tác phẩm thuộc thể loại thần thoại truyền cổ tích truyền ngụ ngôn hay truyền cười thể loại ấy có những điểm gì đáng lưu ý về nhân vật cốt truyện điểm nhìn lời kể các đặc điểm hình thức của truyện đã góp phần thể hiện chủ đề như thế nào bài viết cần có ít nhất mấy luận điểm sắp xếp các luận điểm theo trình tự nào lý lẽ bằng chứng cần có cho mỗi luận điểm ra sao? Thao tác thứ hai trong bước này đó là lập dàn ý. Bây giờ, chúng mình cùng quan sát các phần mở bài, thân bài, kết bài có trong dàn ý của một bài văn, phân, phân tích, đánh giá về chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện kể. Sau đây các bạn nhé! Như chúng mình đã được biết, thân bài là một nội dung vô cùng quan trọng. Riêng với phần thân bài, các bạn cần chú ý. Xây dựng hệ thống luận điểm cho bài viết, tạo lập ít nhất hai luận điểm về nội dung và về nghệ thuật. Xếp xếp các luận điểm theo nhiều cách, có thể là hình thức nghệ thuật trước, chủ đề sau, có thể là chủ đề trước, hình thức nghệ thuật sau, có thể là kết hợp phân tích đánh giá chủ đề và hình thức nghệ thuật trong từng luận điểm nêu rõ ý kiến nhận xét đánh giá của người viết về những nét đặc sắc của tác phẩm lược dẫn từ truyện kể một số hình ảnh chi tiết biện pháp nghệ thuật tiêu biểu để dàn ý phần thân bài cụ thể hơn bước thứ ba là viết bài theo em phần viết bài có những lưu ý gì Trong phần viết bài, các bạn cần phải lưu ý những điểm như sau phát triển các luận điểm thành những đoạn văn có câu chủ đề và các câu triển khai ý của câu chủ đề làm sáng tỏ các luận điểm phân tích đánh giá về chủ đề và hình thức nghệ thuật bằng việc trích dẫn các hình ảnh chi tiết biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm diễn đạt mạch lạc thể hiện những suy nghĩ cảm nhận của người viết về truyện kể hình dung lại thật rõ về người đọc và mục đích viết để chọn lựa văn phong phù hợp, sử dụng các câu chuyển tiếp, các từ ngữ liên kết hợp lý để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận. Và bước cuối cùng đó là xem lại và chỉnh sửa. Các bạn đầu tiên sẽ phải đọc lại và tự đánh giá bài viết của mình theo bản kiểm sau đây. Chúng ta cùng quan sát bản kiểm nhé. Sau khi đã đọc lại và tự đánh giá bài viết của mình bằng bản kiểm, các bạn hãy khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi từ ngữ, ngữ pháp để chỉnh sửa và hoàn tất bài viết. Cuối cùng, các bạn có thể sử dụng các câu hỏi dưới đây để tự đánh giá lại những gì mình đã học được sau khi thực hiện bài viết này. Chẳng hạn, bạn rút ra những lưu ý gì khi viết kiểu bài văn nghị luận phân tích? đánh giá một truyện kể Bạn thấy hài lòng Chưa hài lòng về điểm nào Bước nào khi viết kiểu bài nghị luận này Lý do Nếu thực hiện lại bài viết này Bạn sẽ điều chỉnh thế nào Để bài viết thuyết phục và hấp dẫn hơn các em thân mến như vậy, trong bài học ngày hôm nay, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về quy trình để thực hiện một văn bản nghị luận phân tích đánh giá một truyện kể. Phần thứ nhất trong bài học này, các bạn đã đến với một đề bài rất cụ thể đúng không nào? Vậy thì sau phần hướng dẫn quy trình viết của cô, các bạn hãy thử thực hiện một văn bản hoàn chỉnh nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.